Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Kon Tum là điểm cầu duy nhất đại diện cho khu vực Tây Nguyên tham gia chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày 5 tháng 5. Để hiểu rõ hơn về lý do đặc biệt tỉnh Kon Tum được chọn làm điểm cầu, công tác chuẩn bị và những điểm nhấn của chương trình lần này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum có cuộc trao đổi với anh Phan Tiến Dũng, trưởng phòng giáo dục giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, phụ trách nội dung điểm cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Kon Tum. Đầu tiên xin cảm ơn anh Phan Tiến Dũng, trưởng phòng giáo dục giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, nhà sản xuất và phụ trách nội dung điểm cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Kon Tum đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Vâng thưa anh, đến nay thì công tác chuẩn bị cho chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Kon Tum thì được triển khai như thế nào ạ? Đến nay cái công việc triển khai cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Kon Tum đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Quý vị khán giả có thể thấy là chúng ta hiện nay là đang có một cái khu vực mặt bằng sân khấu với hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình đã được triển khai. Hiện nay thì chúng tôi còn đang tiếp tục hoàn thiện những cái thuộc về cảnh trí làm sao để cho đảm bảo được lên sóng một cái hình ảnh đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là văn hóa Kon Tum. Đấy là về phần sân khấu, còn về phần tập luyện, dàn dựng các tiết mục, chúng tôi đã huy động được 100 chiến sĩ của Trung đoàn 990 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, đồng thời là có sự tham gia của 50 diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Như vậy là chúng ta đã có một cái lực lượng cũng khá là hùng hậu để có thể thể hiện được những cái tiết mục. Tối ngày mùng 4 tháng 5 thì chúng ta sẽ có buổi tổng duyệt với 4 điểm cầu còn lại trên cả nước. Vâng thưa anh, thì nội dung chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại điểm cầu tỉnh Kon Tum thì có những cái nội dung nổi bật và có sự khác biệt nào so với những điểm cầu khác trên cả nước? Điểm cầu Kon Tum là một điểm cầu duy nhất đại diện cho khu vực Tây Nguyên. Và chúng ta cũng biết là cách đây 70 năm thì Kon Tum là cái nơi mà nổ tiếng súng đầu tiên trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên Đông Xuân 1953-1954, góp phần chia lửa với trận quyết chiến lược tại Điện Biên Phủ. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái mà chúng ta truyền tải cả về nội dung, cả về nghệ thuật sẽ giúp khán giả hiểu được phần nào những cái đóng góp chiến lược của địa bàn Tây Nguyên và tỉnh Kon Tum trong cái giai đoạn lịch sử đó. Trong chương trình này thì chúng tôi sẽ có một phóng sự lịch sử nói về cái giai đoạn đó với những cái trận đánh rất vang dội của chúng ta tại Măng Đen, Măng Bút, Con Rai. Đó là cái để giúp khán giả hình dung ra được cái câu chuyện lịch sử cách đây 70 năm đó đã diễn ra như thế nào. Còn về mặt nghệ thuật thì những cái câu chuyện lịch sử đó, những cái dấu ấn của đồng bào trong những cái chiến dịch lịch sử đó sẽ được thể hiện bằng những cái ngôn ngữ nghệ thuật. Vâng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu thì ekip thực hiện cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Kon Tum thì kỳ vọng mang đến một chương trình như thế nào cho khán giả? Chúng tôi thực hiện chương trình tại điểm cầu Kon Tum thì chúng tôi đã nhận được cái sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao từ các đảng ủy, các chính quyền của tỉnh Kon Tum, từ đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng rất là quan tâm, đến các cấp ban bộ ngành của tỉnh. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì với cái sự phối hợp nhịp nhàng này, chúng ta sẽ có được những cái kết quả nó tốt nhất nhằm đóng góp vào cái sự thành công chung của cầu truyền hình trong cả nước. Đồng thời thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là chương trình này cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ của bà con nhân dân Kon Tum cũng như là bà con các dân tộc Tây Nguyên, để vừa là một cái chương trình mà nó mang dấu lịch sử nhưng đồng thời cũng qua đây thì thể hiện được cái khối đại đoàn kết toàn dân và những cái dấu ấn của các cộng đồng dân tộc Tây Nguyên ở giữa một cái vùng đất đại ngàn hùng vĩ như thế này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia phỏng vấn ạ.